Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm quýt rừng nha. Một cụm quýt rừng liền cốt luôn. Cái này là nguyên một nó lên san hô luôn rồi cả nhà. Nó lên san hô luôn rồi. Cái này liền cốt luôn nha. Sống khỏe rồi, cái này về mình lên chậu nữa là ok thôi. Rồi cái này có mã số là 296 nha, mã số 296. Rồi tổng hoành cụm là 124, tổng hoành cụm 124 nha. Cây cao là 60. Tán rộng nè. Tán rộng là 115 nha, tán rộng 115. Bầu ươm hiện tại là 55. Bầu ươm hiện tại 55 nhân cho 45, 55 nhân 45 nha. Rồi cây quýt rừng này nhà vườn giao lưu nhanh, dọn vườn là 1,5 triệu bao ship luôn. Rất chi là mềm luôn nha mình. Đó, 1,5 triệu bao ship, rất chi là mềm luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha. Quýt rừng nha. Cụm liền cốt luôn, nó là một cụm liền cốt luôn nha. Rồi Sơn sẽ review gần lại cho mình tham khảo luôn. Rồi đây, nó là dạng liền cốt luôn nha. Nó liền cốt luôn, coi chị dâm này. Sở dĩ mà nó có được như thế này là do những nghệ nhân dê cừu rồi nó làm á nha. Nó cứ cạp 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 ra non là nó cạp, ra non là nó cạp, cạp riết là nó thành như thế này luôn. Thì dầm nè, rất chi là thiên nhiên luôn nha. Mình xem tham khảo luôn nha, coi nè, bên trên nè. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, mã số 296, 1,5 triệu bao ship cho cụm quýt rừng này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.